Sau đây là phần cảnh báo cho Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Ta chính đây y sư Thánh Giống, y thiền sư, y liền sư, Thánh Giống, Phụ Động Thiên Vương tái thế. Ta là Minh Vương Việt Nam, ta là vua Việt Nam. Ta cảnh báo cho Trung ương Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam. Và đương nhiên, trong đó có Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Ta cảnh báo cho Trung ương Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam. Các người mau mắn thông báo trao trả quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam do chính ta, vua Việt Nam, Phụ Động Thiên Vương tái thế, cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta làm việc. Gấp! Các người, những kẻ nào đã nhận tiền hối lộ, nhận tiền bán nước, bán dân, bán đất, bán biển, và bán sự tự do, công bình, bác ái của người dân Việt Nam bấy lâu nay. Tất cả những tội ác của các người gây ra đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ghi vào sổ trời. Các người đang đối diện với sự cảnh báo sau cùng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta. Và cùng hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam Việt Nam, cũng như từ Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến và cho đến ngày hôm nay. Đây là ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, ông Rồng bà Phụng. Đây là hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để cảnh báo cho các người, cho các ngươi lần sau cùng, trước khi các ngươi bị trừng trị đích đáng đời này hoặc là nhiều đời nhiều kiếp sau này, kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Ta biết các ngươi có những kẻ đã nhận tiền của bọn Trung Cộng. Ta biết các ngươi có những kẻ đã bán nước, bán dân. Không nhiều thì ít, trọng tội của các ngươi vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Không khác gì bọn đầu cơ tích trữ, con buôn khắp thế giới. Không khác gì tội ác của bọn thế giới cộng sản và bọn thế giới tự do quá trớn, cũng như thế giới khủng bố, cũng như thế giới đạo đức giả. Tất cả những tội ác này, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng biết rõ từng chi tiết một, biết rõ còn hơn chính các ngươi biết những tội ác các ngươi đã và đang gây ra và sắp sửa gây ra. Và các ngươi sẽ đối diện với sự chuyển mình của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng
có nghĩa rằng là các ngươi sắp sửa bị trừng trị đích đáng nếu các ngươi không thật sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Trong những ngày tháng sắp tới, nếu các ngươi không nghe lời ta dạy bảo và hướng dẫn, thì các ngươi sẽ bị cha trời thượng đế toàn năng cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong và cùng cộng đồng thế giới nhân loại sẽ hủy diệt các ngươi đời này và nhiều đời, nhiều kiếp sau này. Nhớ những gì ta cảnh báo cho các ngươi ngày hôm nay. Vì thế, các ngươi mau mắn nghe lời ta hướng dẫn và dạy bảo và tuân hành những gì ta vừa ban ra. Các ngươi nghe lời ta dạy bảo, sám hối, lập công chuộc tội và trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta làm việc cùng đồng bào, thì tội ác của các ngươi sẽ được tha và con cái cháu chắt của các ngươi sẽ được tha. Bởi vì với tư cách là vua Việt Nam, và ta nhận lãnh hồng ân và mặc khải và sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng, thì ta có đủ tư cách, bởi vì sấm lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng phán bảo. Với những sấm lệnh này, ta có thể van xin đồng bào ruột thịt thân thương quý mến Việt Nam của chúng ta tha thứ lỗi lầm và tội ác của các ngươi đã gây ra bấy lâu nay. Nhớ, nếu các ngươi chậm trễ, bướng bỉnh, cố chấp, kiêu ngạo, khinh khi những gì mà ta đã ban ra, những gì mà ta đã kêu gọi, thì các ngươi sẽ chết sầu muộn và linh hồn của các ngươi sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm và sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và hình hài các ngươi sẽ biến thành bọn quỷ Satan hàng ngàn năm, vô cùng kinh hoàng, khốc liệt và khủng khiếp. Nhớ những gì ta cảnh báo ngày hôm nay, và có thể đây là lần sau cùng ta cảnh báo cho các ngươi. Ta chính đây, Minh Vương Việt Nam, Y Thiền Sư, Y Liền Sư, Thánh Giống, ta chính đây, Phật Sống của Càn Khôn, do Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tác tạo, ta chính đây là Đạo Trưởng Thế Giới, một chức vị mà tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới cần phải nghe lời ta hướng dẫn, bởi vì ta nhận sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ra lệnh bảo họ phải nghe lời ta hướng dẫn, bởi vì ta chính đây là Đạo Trưởng Thế Giới. Ta đã nhận được sấm lệnh và chức vụ đó của Thượng Đế bảo ta phải chấp hành
bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2012. Và cả thế giới, các nhà lãnh đạo trên thế giới cần phải nghe lời ta hướng dẫn. Những kẻ nào cố chấp, kiêu ngạo, khinh thường việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Những kẻ nào cố chấp, kiêu ngạo, chối bỏ sự cảnh báo và mời gọi của Thượng Đế Toàn Năng. Thì những cái đó lần lượt sẽ bị Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng hủy diệt đời này, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp sau này sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Sa Tăng, và linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, và sẽ biến thành quỷ Sa Tăng hàng ngàn năm trước khi linh hồn của họ được cứu xét bởi hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vào trang website học hỏi và chấp hành gấp. Các ngươi không được phép chậm trễ nữa, bởi vì các ngươi đã quá chậm trễ. Lời cảnh báo này cho tất cả nhân loại nói chung và nói riêng, là cho bọn lãnh đạo trên thế giới và bọn đầu cơ tích trữ và bọn đạo đức giả. Bởi vì các ngươi đã quá chậm trễ, các ngươi đã vô tình, hoặc là đa số các ngươi đã cố ý khinh thường việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại bấy lâu nay. Vì thế đây là có thể là cảnh báo sau cùng cho tất cả các ngươi. Những cái đó mau mắn thức tỉnh, sám hối gấp, lập công chuộc tội bằng cách là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Hãy gấp rút chấp hành, bởi vì thời giờ của các người sắp hết rồi và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào kể từ năm 2015 trở đi. Ta thương các ngươi, ta cảnh báo cho các ngươi, chứ ta không bao giờ ghét bỏ bất cứ một ai cả, bởi vì ta là Phật sống của càn khôn, ta là tiên tri của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Ta thương yêu tất cả, ta không ghét một ai cả. Ta chính đây y sư Phù Đổng Thiên Vương tái thế Vương Đạo Đại Việt. Ta chính đây Minh Vương Việt Nam. Ta là vua Việt Nam. Mà đồng bào và đất nước Việt Nam thân thương của chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ vừa qua.